Công an thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra truy bắt đối tượng dùng dao đâm chủ quán cà phê trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hữu Bổn, 65 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đang kinh doanh quán cà phê giải khát nằm cạnh đường trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường 2 thị xã Cai Lệ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 7, ông Bổn đang nằm trong quán cà phê của mình thì có một đối tượng lạ bất ngờ xông vào quán và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Bổn, khiến ông ngã gục. Ông Bổn tri hô và được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Nạn nhân bị đâm 6 nhát trúng vào người, tập trung vào ngực trái và ngực phải.